ngày 12 tháng 9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại quán Ốc Hương ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 94 bị cáo về các tội hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Sau phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân nhận định hành vi của các bị cáo gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, tài sản của người khác, nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên cách ly cả 94 bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe. Trong đó, bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành, Dương Đại Trí đã có hành vi rủ rê, tập hợp đồng phạm và hô hào chém nhau nên đề nghị đối với bị cáo Thành từ 9 đến 12 năm tù và Trí từ 10 đến 13 năm tù về 3 tội danh cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Đối với 92 bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 11 năm tù.